Xin đây thảo đồ con, quý vị các bạn đang nghe xem kênh thì sáng hôm nay là thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình đất Thái vào buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Thảo đồ con, quý vị các bạn cùng tham khảo thì ngoài cập nhật tình hình đất thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý vị các bạn, tình hình đất Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang đi ngang. Tạm thời thì mình xin cập nhật tình hình giá mít vào buổi sáng. Nếu giá mít buổi trưa buổi chiều có thay đổi thì mình sẽ làm thêm tình giá mít Thái vào buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, mức nhất dao động từ 25 đến 26.000 cho đến 24.000 cũng như là 14.000 giá mít trăm ba, dao động từ 5.000. Mức chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ những dao động từ 3-4.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mức nhất dao động từ 26.000 cho đến là 26-27, mức nhất cho đến là 25, cho nhiều là 15.000 mức trăm ba, dao động từ 6-7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ những dao động từ 28.000 cho lớn dao động từ 26.000 cho nhiều là 16.000 giờ mức trăm ba, dao động từ 7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ những dao động từ 4.000 đến 5.000 giá. Tại khu vực Tiền Giang thì mức ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Trong khu vực Tiền Giang thì tập trung nhiều dao mức. Còn giá mức ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì mức nhất dao động từ 17-18.000 cho lớn là 16.000 giá mức trăm nhỏ, dao động từ 8.000 giá mức chợ hiện nay. Tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ những dao động từ 3.000. Khu vực Tây Nguyên thì mức nhất dao động từ 17.000 cho lớn là 15.000 giá mức trăm nhỏ, dao động từ 7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ những dao động từ 2-3.000 giá tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì hình mức cũng còn trên lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vùng mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua trên đợt lên xuống, như các tiệm mít từ 500-1.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển khác nhau. Đây mình cũng xin kết thúc video ở đây.